Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của shop Hải Thịnh Hà Nội. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn một con âm ly 7.1, ký hiệu là Onkyo TXSA605. Con này thì bữa trước thì có đâu 1-2 bạn đấy hỏi mua mình, nhưng mà máy mình đã bán rồi. Thì bữa nay mình về được một con. Mình mua hai con cơ, nhưng mà bây giờ mới về được một con thôi, còn một con vẫn đang bị sót lại, chưa nhận được. Thì hình như con kia là màu vàng hay sao ấy, thì con này mặt màu bạc các bạn nhé. Đó, con này về thì khiển zin, máy zin tuyệt đối luôn, máy đẹp, khiển zin, công suất 450W, giải mã DTS HD. Đó, đây khiển zin của máy các bạn nhé. Đó, khiển zin của máy này. Máy về đẹp hết, có duy nhất có một cái vết xước rất là nhỏ ở đây. Mình sẽ quay gần cho các bạn xem. Đó, cái vết này rất là cái vết xước, xước tóc này nhỏ nhỏ đấy này, sờ còn không thấy gợn nhé, sờ còn không thấy gợn, nó chỉ một cái vết thôi, còn lại là xuất sắc hết từ lắp lưng đến máy. Đấy, mình quay cận cảnh cho các bạn xem. Các góc cạnh là không bị cấn các bạn nhé, không bị cấn, không bị sứt sẹo cả, mặt đẹp hết, mặt mũi đẹp, quắc sáng, lúm đẹp. Con này thì rất là tiện lợi, công suất ở mức trung bình khá ở trong cái lĩnh vực xem phim trong gia đình rồi. Cái thứ hai nữa ấy, thì là toàn bộ cái phần setup của máy và cái phần cài đặt chỉnh thông dụng là đều có ở trên mặt máy hết. Các bạn không cần đến điều khiển, các bạn vẫn có thể sử dụng bình thường. Đấy, đơn giản nhất như là ở phần setup ở đây. Thì toàn bộ cái phần setup các bạn có thể setup trên mặt máy và không cần đến điều khiển nhé. Đó, hiển thị có thể là hiển thị ở trên đây. Các bạn bấm setup thì nó sẽ hiển thị ở đây. Đó, các bạn lên xuống các bạn set ở đây được. Hoặc là nếu có kết nối HDMI rồi thì máy nó sẽ cũng sẽ hiển thị ở trên TV như thế này. Thì các bạn có thể là nhìn trên này thì chỉnh dễ hơn so với cả ở mặt âm ly. Đó. Khi các bạn set xong thì các bạn quay ra thế là xong thôi. Return quay ra thì các bạn sử bình thường. Ngoài ra thì toàn bộ phí mặt trên này là mặt đường vào của nó. Đường vào của nó đây. Thì các bạn có thể chọn được cổng vào so cái yêu cầu cắm của mình, yêu cầu kết nối của mình. Còn ở đây thì phần này là phần các bạn có thể là chỉnh bát chép đây, các bạn ấn tôn đây là sẽ ra chỉnh ra bát chép. Đó, các bạn chỉnh đây. Còn bên này là các bạn chuyển về chế độ stereo để nghe nhạc, và các cái chế độ là các chế độ phát phim, chế độ âm thanh 5.1 các chuẩn thì các bạn có thể xem ở đây. Đây là stereo này, đây là Dolby HD là mình đang phát cái file phim đây, hiện tại mình đang phát. Mày đang xem top gun đây. Đó, thì file phim của mình là Dolby HD thì máy đã nhận Dolby HD đây. Thì các bạn không muốn nghe được âm thanh 5.1 thì các bạn chuyển về stereo. Rồi là các bạn có thể chuyển về direct. Đây là chạy direct này. Âm sắc là chạy thẳng luôn, không qua âm sắc của máy. Direct stereo. Còn bên này thì các bạn có thể là chỉnh cái digital input vào. Đó. Và các bạn lựa chọn cái cổng vào cho nó, tức là trong cũng là một cổng DVD này, các bạn có thể lựa chọn cho nó cửa chạy xuất âm thanh ở HDMI hoặc là xuất âm thanh của cái cổng cáp quang Coaxial hoặc là AV, thì các bạn lựa chọn cái này cho nó, lựa chọn đấy là lựa chọn thủ công. Còn ở trên này thì mặc định của nó ấy, thì các bạn có thể cài đặt thích cứng luôn các chế độ của nó vào đây rồi. Ví dụ như hiện tại mình đang để là cổng DVD là HDMI 1, VCR là HDMI 2. Đấy, còn các cổng này các bạn có thể là chọn nó là cáp quang 1, cáp quang 2 này, rồi cổng AUX là cổng Coaxial này ha. Còn những cổng này cổng cổng AV bình thường thì các bạn có thể cài đặt ở trong cái phần input select của nó, các bạn có thể vào cái phần menu các bạn cài đặt lại đó thôi. Còn cái phần display này các bạn ấn này nó chỉ hiển thị cho các bạn là cái file phát đang là cái gì, chuẩn gì. Đó, đây là QHD hoặc là DTS HD thì nó có thể hiển thị rõ ở đây. Về tính năng
thì nó đơn giản là như vậy thôi. Những con dòng máy đời đầu này thì là nó chỉ có như thế, nó không có chức năng nhiều như các máy đời sau, những máy sản xuất mấy năm gần đây thì nó nhiều tính năng hơn, thì sẽ liệt kê nó sẽ nhiều hơn. Còn hiện tại thì với cái máy này các bạn chỉ là đơn sử một máy tầm máy đơn thuần là xem phim 5.1 chuẩn D, test HD, Dolby Atmos HD và các bạn nghe nhạc stereo bình thường mà thôi, không có chức năng gì khác nữa. Đây mình xin mở lên cho bạn này. Đây là mình đang test, chưa đang xem phim các bạn nhé. Chạy cáp HDMI nhé, thì nó mới chạy được cái chuẩn âm thanh Full HD này. Đó. Còn khi các bạn nghe nhạc thì các bạn chỉ cần chuyển về stereo là thôi, là ok. Máy sẽ chuyển về stereo là nghe hai kênh thôi, còn không có giả lập âm thanh 5.1 nữa. Đó. Cách thức sử dụng nó rất là đơn giản như vậy. Và máy nó cũng không có chức năng gì nhiều. Máy rất là đơn thuần. Nên nếu mà bạn nào mà nhu cầu không cao hoặc là nhu cầu chỉ cần thiết yếu xem phim Netflix hoặc là xem YouTube thôi thì con này là rất là ok. Giá rất là hợp lý, ngon bổ rẻ, đẹp. Đấy, bây giờ mình sẽ xoay cái phía sau ra cho các bạn xem. Phía sau mình giới thiệu cái phía sau lại các cổng kết nối cho các bạn ấy biết nhá. Và quay bên trong, tắt máy đi à. Đó, như các bạn thấy này, các cổng kết nối này, mình sẽ tạm thời mình cứ rút hết ra đây, để cho các bạn dễ nhìn. Các bạn nhìn này, đây là một loạt các cổng kết nối vào, tức là nói chung là mình bán âm ly này thì âm ly nào mình cũng giới thiệu là giống nhau rồi, tại vì tính năng nó như thế. Đó, thì bây giờ đây, với con này thì khá đầy đủ các cổng kết nối. Hai cổng HDMI này, vào và một cổng ra, hai cổng Coaxial, hai cổng cáp quang, vào và một cổng ra. Đây là một dãy, chỗ này là cổng aux vào. Còn bên này là các cổng pre-out. Đấy. Các bạn có thể dùng những cổng phông này các bạn lấy ra làm tín hiệu DAC. Tức là cái âm đi này nó làm DAC rồi và nó giải mã, nó xuất từ đây. Thì các bạn lấy cái tín hiệu đây ra để các bạn ứng dụng các việc khác tùy các bạn. Đấy. Còn đây là cái đường sup để sup điện này. Các bạn cắm kết nối cho cổng sup điện, cắm từ cổng này ra. Còn trên này là toàn bộ là 7 chấm. Đấy, center này, hai phông, hai surround và hai solo back. Mình đã set, mình mở hết cho các bạn rồi. Nếu các bạn về các bạn cắm là sẽ kêu luôn. Những đời này thì nó đơn giản hơn, nó không những đời cao sau này. Đời cao sau này thường nó không mở hoặc nó bắt mình phải chạy một số chế độ nào đó thì nó mới mở full. Còn những đời này thường nó sẽ mở full hết. Yes or no thôi, chứ nó không có chế độ gì khác nữa. Đấy, thì hiện tại mình đang mở full hết cho các bạn rồi, để full luôn cho các bạn rồi. Để các bạn không bỡ ngỡ, về các bạn chỉ kết nối HDMI và bật máy lên là chạy, không phải suy nghĩ gì hết nữa. Đó, đoàn đây này trở kháng thì từ 6 đến 16 ohm nhé, đấu loa công suất 450W 100V made in Malaysia. Đây, số máy là 06383. Quay cận cảnh cho các bạn nhìn. Rồi, mình sẽ mở cái phía cái lắp lưng lên để các bạn xem nội dung bên trong. Đó, các bạn có thể thấy máy rất đẹp. Đây, sắt xi trắng này, các bạn cứ nhìn như thế này là sẽ biết máy này. Sắt xi cũng trắng tinh này. Đây, sò, 14 sò, 7 loa, tăng phô, sạch sẽ mới, vàng ươm. Đây, các bạn nhìn này, nhìn bo vi xử lý ấy. Đó, xanh lét luôn. Linh kiện, chân linh kiện vẫn còn sáng.
Đấy các bạn nhìn chân cắt chân cắm nó còn sáng nhá. Nó sáng. Rồi mình sẽ cắm lại, mình test lại cho các cổng cho các bạn. Cho các bạn thấy các cổng nó kêu. Đây là cổng phông này, hai phông này, center này, center phải sửa có để chuyển chế độ áp. Đấy, có tiếng nhỏ nhỏ rồi, vì cái cổng center là cái tiếng thoại, phải có chờ có tiếng nói mới các bạn nghe mới rõ. Đấy, hiện tại đang có tiếng rồi. Tiếng nhạc nền. Đấy, mình tua đi tí. Đấy, các bạn nghe tiếng nhạc nền chứ, tiếng thoại chưa? Đó. Bây giờ mình... Đấy, các bạn nghe tiếng nhé. Đấy, center này, phông này, phông này, surround này, surround back, surround back thì tiếng nó nhỏ hơn một chút, surround back nữa này, có tiếng động. Để xem còn phông nó kêu to hơn. Đấy, sẽ kêu tất cả các loa rồi nhá. Đấy, kêu hết. Mát thì mình để chung mà, mát thì mát chung. Thì đảo dây thì các bạn mình biết này. Kêu đầy đủ rồi, ok. Rồi mình xin dừng cái video test và giới thiệu máy tại đây. Bạn nào có nhu cầu thì liên hệ mình theo số 0919386767 nhé. Zalo, Viber, có thể add Zalo, mình gửi thêm hình ảnh chụp thực tế. Đó, mình ship siêu cả nước, đặt cọc 500.000. Còn trong nội thành Hà Nội 1 mình sẽ ship đến miễn phí và không cần đặt cọc. Cứ alo cho mình là mình sẽ mang tới. Đó, trong vòng 1 đến 2 tiếng đồng hồ thôi là sẽ có tại cửa nhà các bạn. Đó. Giá mình sẽ để trên tiêu đề, các bạn không cần phải inbox hỏi. Máy nào bán rồi mình sẽ ghi đã bán, còn không ghi chữ đã bán tức là máy vẫn còn. Đó, thì các bạn có cần hỏi thêm cái gì thì cứ alo hoặc là nhắn tin cho mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn các bạn vào video tiếp theo. Xin chào các bạn.